Xin được kính chào toàn thể các anh chị em nhé. Vâng, hôm nay em Hoàng xin được giới thiệu cho anh chị em mẫu xe Ford Raptor. Chiếc xe này vừa mới cập bến bên showroom Vương quốc Cầm Cao anh chị em ạ. Đấy, cũng màu đỏ anh chị em nhé. Màu đỏ này rất là hiếm anh chị em ạ. Màu đỏ này rất hợp với anh chị em là mệnh hỏa. Một xe màu đỏ tươi này cũng khá là hiếm. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2020 anh chị em nhé. Đấy, đèn full LED đã được trang bị đầy đủ. Và tất nhiên rồi, bản form mới thì sẽ có trang bị radar an toàn. Đó. Rồi, mời anh chị em chúng ta tham quan bên ngoài một chút. Và tí nữa thì em Hoàng sẽ dẫn anh chị em vào bên trong nội thất xe nhé. Riêng cái xe này thì anh chị em hoàn toàn yên tâm. Thì là xe đã được gọi là trang bị thanh vai thể thao Hummer. Đây, anh chị em ạ. Đó. Thanh thể thao Hummer cũng là một cái phụ kiện mà rất là nhiều anh chị em rất là muốn anh chị em nhé. Tại vì cái thanh này mà anh chị em lắp trên xe thì nó được cấu tạo bởi thép cán nguội, rất là cứng anh chị em ạ. Đó. Rồi phía đuôi xe đây. Đấy, rất là hầm hố anh chị em nhé. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc xe này thì mang biển xe con anh chị em ạ, mang biển xe con. Nên là anh chị em mua xe về thì thoải mái sẽ lắp thêm một cái biển, chúng ta sẽ không phải ngại giờ hành chính gì cả. Anh chị em nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi vào trong khoang nội thất nào. Tay nắm cửa xe thì chúng ta sẽ có nút cảm biến đóng mở tự động này. Đấy, gương cũng mở tự động anh chị em nhé. Đấy, và đây là bên trong xe thôi. Đập vào ngay chúng ta đó chính là cái hệ thống radar an toàn này. Và cái hệ thống này thì anh chị em hoàn toàn yên tâm là chúng ta nếu có update gì thì vẫn hoàn toàn có thể là vào trong hãng chúng ta cài được anh chị em nhé. Đấy, hệ thống ghế lái thì chỉnh điện. Đấy, ghế phụ thì không được chỉnh điện anh chị em ạ. Đó, nội thất bên trong xe thì chúng ta sẽ được highlight giữa màu đen, một miếng vai là màu xám này, màu xám nhạt anh chị em nhé. Và đường chỉ thì là đường chỉ màu xanh. Đấy, lưng thì chúng ta cũng như là phần ngồi này thì chúng ta sẽ được thêm chất liệu nỉ nữa. Đấy anh chị em, có thể hoàn toàn là kết hợp giữa cái dòng xe Wildtrak ấy anh chị em ạ. Đấy. Rồi hệ thống đây là màn hình nhá anh chị em nhé, màn hình này. Đó, rồi hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập này, có cả max AC, tức là hệ thống điều hòa cực lạnh luôn. Ở đây chúng ta sẽ có nút gài cầu điện tử. Đấy, rất là nhỏ, xinh xắn thế thôi. Đó, rồi khóa vi sai cầu sau hỗ trợ đổ đèo. Phía bên vô lăng lái chúng ta sẽ được điểm xuyết các lỗ thoát khí này. Đấy, và bọc da hoàn toàn anh chị em nhé. Chúng ta cũng sẽ có là voice control, làm thoại rảnh tay, cruise control. Và tất nhiên thì là có radar an toàn nên anh chị em sẽ có cái cách chân lộ trình là giữ làn này rồi phanh khoảng cách anh chị em nhé. Đấy, độc quyền của Ford luôn. Hàng ghế thứ hai đây anh chị em ạ, hàng ghế thứ hai nhé. Nói chung là cái dòng bán tải này anh chị em rất là khó để có cái chỗ ngồi rộng rãi ở khoang thứ hai. Đấy, chúng ta sẽ được trang bị một cổng 220V và một cổng 12V. Đấy, cho anh chị em chúng ta có thể làm việc và cũng như sạc pin ngay trên xe. Đó, và giá yêu thương nhất bây giờ thì dành cho em nó tại showroom Vương quốc Cầm Cao đang chào là hơn 1 tỷ 290 một chút anh chị em nhé. Và vẫn hoàn toàn có thể thương lượng được anh chị em ạ. Chỉ cần anh chị em ưng xe, thích xe đấy, và muốn xe đi luôn trong ngày thì anh chị em hoàn toàn có được cái mức giá gọi là cực kỳ ưu đãi và giảm sâu nhất có thể cho anh chị em. Vâng, để có được cái mức giá đấy anh chị em cứ gọi điện qua em Hoàng để thương lượng anh chị em nhé. Hotline ngay trên màn hình của quý vị khán thính giả anh chị em thôi. Và để trải nghiệm thì đến 26 đường Cầu Diễn, thủ đô Hà Nội anh chị em nhé. Vâng, lời cuối cùng, em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong chương trình giới thiệu xe tiếp theo ạ.